Và ngay bây giờ cho phép tôi được công bố luật của vòng thi đấu cá nhân. Nhóm hồi sinh sẽ thách đấu với hai nhóm ứng cử viên quán quân. Các chị đẹp sẽ được lựa chọn bài hát mà mình muốn thách đấu lần lượt theo thứ tự từ nhóm hồi sinh đến nhóm ứng cử viên quán quân. Sau khi kết thúc mỗi lượt thi, chị đẹp thách đấu thuộc nhóm hồi sinh sẽ được quyền chọn so điểm với một trong hai chị đẹp của hai nhóm ứng cử viên quán quân. Sau khi chọn xong, khán giả tại trường quay sẽ tiến hành bầu chọn cho chị đẹp hồi sinh và chị đẹp ứng cử viên quán quân. Kết quả thắng thua sẽ được tiết lộ ngay lập tức, nhưng số điểm thì chúng ta sẽ không được tiết lộ. Trong vòng thi này, bên hồi sinh và ứng cử viên quán quân mỗi bên sẽ có duy nhất một cơ hội để xem điểm. Sau khi kết thúc 7 phần thi, nếu tổng điểm của nhóm hồi sinh cao hơn nhóm ứng cử viên quán quân, nhóm nhận được một suất hồi sinh cho một thành viên. Và bây giờ, vòng thi đấu đối kháng cá nhân sẽ bắt đầu. Tôi xin phép được công bố những bài hát của vòng thi đấu này. Chúng ta hãy cùng mời nhóm hồi sinh lựa chọn bài hát đầu tiên. Họ sẽ có 30 giây để hội ý. 30 giây, bắt đầu. Bây giờ bài nào mà vừa hát vừa nhảy đi chị, cho nó sung đầu tiên. Bài đầu bây giờ hát bài gì mà máu bài sung. Có bài gì đó. Hội ý xem. Ai biểu diễn đầu tiên sẽ rất áp lực. Rồi, có vẻ như là họ đã biết được ai là người biểu diễn đầu tiên. Đội trưởng đang đứng lên rồi. Có vẻ như là đội trưởng đúng không ạ? Vâng ạ, team hồi sinh bọn em sẽ cử em ra bài đấu đầu tiên luôn ạ. Quỳnh Nga đứng lên nào. Và sẽ là bài hát gì? Bài của Quỳnh Nga là bài Đã Không Yêu Thì Thôi ạ. Đã Không Yêu Thì Thôi. Diệp Lâm Anh phía bên này. Và Huyền Baby. Ôi, mọi người ơi, em bảo này nhưng mà cũng là khó nha. Hai chị đẹp còn lại đấu với Diệp Lâm Anh là cũng căng à. Không phải đơn giản à. Vì dù rất đẹp, khả năng hát nhảy cũng không phải là dạng vừa. Em ra bài mà lại đấu với cả hai chị em ở trong hai nhóm công 1 với công 2 của em à. Mọi người ơi, như thế này thì buồn quá à. Tự nhiên phải đấu với cả các chị em của mình á. Bài của em thì thật sự là cái khó khăn thì cũng có, nhưng mà bởi vì là mình còn phụ thuộc vào Vũ Công Nam. Bài đáng lo nhất lại là bài của mình. Trời ơi, nghĩ hết cho mọi người rồi, cuối cùng bài của mình là mình chưa nghĩ ra cái gì. Và sau khi mà mình đề cập với Đi Táp mình định làm thể loại nhạc này thì Đi Táp bảo là hai nhóm kia chọn rồi. Châu chậm uống nước đục. Mình chọn nhà khác, nhóm khác cũng chọn mất rồi. Trời ơi, thật sự là lúc đấy mình stress luôn. Mình stress nặng là cái nhạc nào mình đưa ra là các nhóm khác cũng đã chọn xong rồi và làm xong hết nhạc rồi, trong khi mình đang chọn mình còn chưa được làm nhạc. Mọi người có thấy vết bầm ở chân của Nga chưa? Đúng rồi, dán lên cho mọi người coi. Trời, đem nó sưng một cục luôn á. Đụng vô là đó. Đau luôn ở trên này nữa, nhưng mà nó sưng là em đã chạm vô rất là đau. Thôi em chạm vô em thấy cái cục sưng nó cứng ngắc luôn, cứng ngắc luôn, nó sưng. Em nghĩ là tất cả các chị đẹp ở trong chương trình này ai tập luyện cũng sẽ có những vết bầm tím chắc chắn luôn. Tầm 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 tầm. Thôi, bây giờ mình phải đưa ra một cái lựa chọn, làm cái gọi là không ai lựa chọn. Vậy thôi, thì hy vọng rằng là khi mọi người xem được cái màn biểu diễn thì mọi người sẽ cảm thấy rằng là bao nhiêu tâm huyết của từng đấy con người vào bài hát, vào bài diễn như thế nào.
yêu thì thôi, ta thì ta ta ta. Không được rồi. Em chọn vào đó đúng không? Đó. Thế thì ra bài đấy hợp giọng bài bà Huyền. Đã không yêu thì thôi. Đúng không? Đã không yêu thì thôi. Không, kiểu hợp phong cách ấy. Tôi nghĩ thế. Phong cách như nào bà? Đã không yêu thì thôi. Huyền nghe cái bài này cách đây phải mười mấy năm rồi. Và ngay từ hồi nhỏ thôi là mình đã thích và mình hát theo. Thì không ngờ là đến cái công này thì mình cũng đã có một cái cơ hội để mình được thể hiện cái bài đó. Bài đấy kiểu như là nó nữ tính, kiểu sexy. Ừ, đúng rồi, nữ tính, kiểu... nữ tính. Ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ phải làm mới cái màu sắc của bài hát. Em Huyền nhảy lại xem nào. Của Huyền cháy lắm. Rồi. Trời, em phải làm cái đầu hay quá. Quái, trời. Hai bà chị tôi nha, trời dữ dội. Đã có dữ dội lắm chị, mình có thể nói lại được đó. Không. Im im được cái trò gì. Làm sao mà áp cuối tập mình nhớ. Ê, tóc màu này thử được không ta? Tóc màu này mình làm được hợp không ta? Không. Tóc màu cam nè. Màu cam là ok. Đâu mọi người ra thử trái thanh long này nè. Ừ, trái thanh long. Thử trái thanh long đi. Vô luôn Trang ơi, màu này được cho Trang nha. Được mà. Đùa. Được mà, màu này ok lắm rồi. Thì đó, thì ý chị là sẽ không lên hình cái khúc đấy. Đây đây đây. Đúng rồi, sẽ nghe giọng thôi hoặc là quay qua. Ngọc ơi, Ngọc chụp chị tụi mình. Chụp giùm em không thấy được. Đó, trái thanh long nè. Còn yêu tim đang bốc hay đang cười. Ngồi đẹp lắm, ngồi đẹp lắm, sụm vía. Chị yêu dấu ơi, đây là chị nghĩ chị dịp nhau đấu. Đúng không? Đâu có dễ gì vậy. Nghĩ chắc mọi người ai cũng nghĩ chị sẽ đấu nhảy đó. Đúng rồi, chị nghĩ thế. Nhưng mà em nghĩ chị lên hát đi. Chị định tính chị vocal luôn đấy. Nhưng mà không mất xì lót nên là thôi xuống hát nhảy. Thì hát nhảy cũng hợp à. Cái mảng nhảy thì mọi người luôn là dành cho chị Diệp. Chưa hẳn có một ca khúc nào mà chị Diệp có thể thể hiện cái tình cảm, thể hiện cái khả năng quay giọng hát. Sau khi em bàn với Vitas, bởi vì mới đầu em đang nghĩ tới disco hoặc là nhạc Latin, nhưng mà chị Cún thì bảo là disco nó không hợp năng lượng lắm, chị Cún lại thích Latin hơn, nên là thịnh chốt qua style là bài Đã Không Yêu Thì Thôi sẽ làm Latin. Latin hợp với chị hơn. Đó, đó. Đúng thì rồi, chị Cún cũng nói với em. Nhưng mà Latin nó sẽ không theo hẳn kiểu Latin mà kiểu... đúng rồi, nó phải hip-hop. Em nghĩ đúng rồi, nó phải Latin hip-hop như bây giờ, với lại nó vậy nó hợp chị Cún. Đúng rồi. Chứ phải Latin kiểu khiêu vũ. Cái nó không ra cái màu đúng của rồi, chị. Đúng rồi. Màu chị là kiểu Mỹ, đúng nó rồi. cháy hơi hip-hop. Cháy lên, một xíu, cháy đúng lên. Rồi. Ê, cái đau nhất của tất cả các chị đẹp đều là phải nghĩ làm sao để cho cái tiết mục của mình nó có một cái điều đặc biệt, nó có thể chiến thắng được. Trong phần này thì thứ tự biểu diễn sẽ như sau: nhóm ứng cử viên quán quân sẽ biểu diễn trước và nhóm hồi sinh sẽ biểu diễn sau. Trong phần thi này thì hai nhóm ứng cử viên quán quân họ sẽ tự lựa chọn xem chị đẹp nào của đội nào sẽ thể hiện đầu tiên. Hãy cùng chờ xem. Em đầu tiên đi. Ok. Em mở màn nhé, em mở màn nhé. Mời Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh và Huyền Baby. Chúng ta có hai chiếc bục ở trên sân khấu mà chúng tôi gọi là bục đối chiến. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn đầu tiên của Huyền Baby. Bởi mình yêu em ơi. Thưa quý vị, vừa
vừa rồi là những phần trình diễn rất bùng nổ ở trên sân khấu này. Bây giờ Quỳnh Nga, bạn sẽ là người lựa chọn ai sẽ là người so điểm với mình, Huyền Baby hay Diệp Lâm Anh? Và người mà em xin lựa chọn là Huyền Baby ạ. Xin cảm ơn Diệp Lâm Anh, bạn có thể quay trở về với đội của mình rồi. Và bây giờ, tất cả khán giả, các bạn hãy cầm điện thoại lên. Chúng ta sẽ cùng bầu chọn. Số 1 là bầu chọn cho Quỳnh Nga. Và số 2 là bầu chọn cho Huyền Baby. Các bạn sẽ có 30 giây để bình chọn. Và 30 giây bắt đầu. Mọi người ơi! Mọi người ơi! Bầu chọn cho số Huyền 2 là Huyền Baby! Số 2 mọi người ơi! Số 2 là Huyền Baby mọi người ơi! Mọi người ơi! Tim hồi sinh quay trở lại là một sự dũng cảm. Và Quỳnh Nga đã làm rất là tốt công việc của mình là một đội trưởng của tim hồi sinh. Và bảy chúng tôi ở đây là cùng có nhau, cùng tiếp tinh thần và năng lượng cho nhau. Rất mong các bạn nhìn thấy được sự nỗ lực rất rất là lớn của Quỳnh Nga. Số 1 Quỳnh Nga số 1 và Huyền Baby số 2 mọi người ơi. Và 30 giây đã kết thúc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem trong màn solo giữa Quỳnh Nga, Huyền Baby ai sẽ là người giành được tình cảm của khán giả nhiều hơn. Ngay sau đây sẽ là kết quả. Và kết quả bình chọn là xin chúc mừng. Và chính Huyền Baby cũng xuống chúc mừng luôn. Bài của em rất tuyệt vời nha. Đủ để thấy là họ thân nhau đến mức nào ạ. Nha, bài của em cũng rất tuyệt vời. Và bây giờ cho tôi hỏi luôn hai đội ạ. Không biết là hai đội có muốn biết điểm số ngay bây giờ không? Hay là đợi những phần sau? Đợi đi ạ. Nhóm hồi sinh sẽ quyết định là đợi. Đúng không ạ? Còn bên này? Đợi luôn. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quang Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.